Xin chào các bạn. Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn lý thuyết rất hữu ích trong quản lý, đó là thang đo độ chín mùi của Groby, thuyết phong vương. Sử dụng để hiểu các giai đoạn mà bạn và đội nhóm của bạn cần trải qua để thiết lập một chương trình chất lượng. Groby bắt đầu sự nghiệp tại Croce Corporation, sau đó là Bendix Corporation và công ty Martin, nơi phát triển ý tưởng, không lỗi. Năm 1965, ông trở thành phó giám đốc và giám đốc chất lượng tại ITT Corporation. Sau thành công của cuốn Chất lượng là miễn phí, ông thành lập Philip Roby Associates. Năm 1991, ông lập rơ 4 in tư vấn cho giám đốc điều hành cấp cao và giới thiệu nguyên tắc làm đúng ngay lần đầu tiên, GIRFT. Roby nhấn mạnh nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu, đạt được khi tổ chức chính mùi trong vận hành. Để đạt sự chính mùi, tổ chức cá nhân phải trải qua 5 giai đoạn. Sự không chắc chắn Sự thức tỉnh Sự khai sáng Sự thông thái Sự chắc chắn để áp dụng thuyết này, chúng ta thực hiện các cách sau. một, Xây dựng liên minh với các nhà quản lý quan tâm đến nâng cao chất lượng. 2. Đánh giá vị trí hiện tại và thu hút nhiều người tham gia vào việc hoàn thiện thang đo độ chính mùi. 3. Chấp nhận rằng việc nhận ra sai sót là bước đầu tiên để cải thiện. 4. Xác định chính xác nguyên nhân của vấn đề trước khi giải quyết. 5. Kiểm tra và xác thực dữ liệu nhận được. 6. Hiểu rõ vấn đề và có đủ nguồn lực trước khi hành động. 7. Xác định yêu cầu của khách hàng và thiết lập tiêu chuẩn đánh giá kết quả. 8. Theo dõi mức độ phàn nàn và điều chỉnh hệ thống mới khi cần. Một số doanh nghiệp như Motorola, IBM, Xerox, Hewlett Packard, General Electric đã tận dụng những nguyên tắc của Crosby như Zero Defect và Do It Right The First Time để đạt được những cải tiến đáng kể trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để xem chi tiết nội dung, hãy quét mã QR hoặc click vào link dưới phần bình luận. Mời các bạn đón xem phần tiếp theo. Nếu thấy hay, hãy nhấn thích theo dõi kênh và chia sẻ nhé